Rồi, chào mọi người nhá. Tôi lại tiếp tục lên cái lô sam núi. Sam núi trái có 5 cây. 5 cây là 250k bao ship. Đó, thì nó đều đều, nó nhỏ nhỏ như ngón tay thôi. Đó, đây, nó nhỏ nhỏ thôi. Nó dòng mini. Đó. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì 5 cây này. Cao thì chắc nó tầm để cao chắc nó 20, nó cao 20, ngoài 20 thì cũng tính 20. Đó thì 5 cây này. 50k một cây thì 5 năm 25. Tức là 250k tới bao ship. Đó. Này về mọi người trồng để làm giống thì nó nhỏ mà. Còn nếu mà mọi người cắt tỉa rồi là mình lên cái chậu vừa vừa chơi. Mini nuôi phải nuôi thời gian nữa là nó ra trái. Đó chỉ có 5 cây mà có 250 đóng thùng bao ship tới tay mọi người. Chỉ có 250k tới bao ship nhá. Giá cả là hợp lý cho mọi người chơi. Đó thì số điện thoại tôi để trên cái bảng. Thì mọi người có nhu cầu thì điện thoại tôi đóng thùng tôi gửi cho. Đó. Đấy 5 cây. 250 bao ship. Đó. Còn nào mà hàng thì nó có hàng to thì mọi người nếu mà lấy hàng to thì mọi người cứ để men cho đấy tôi biết để tôi hàng ngày tôi lên video. Còn cái này về chỉnh sửa thì mọi người sẽ về cắt lọc, có thể những cái mầm nhỏ nhỏ như này này. Mọi người cắt lọc ra xong dâm và cát thì nó cũng vẫn mọc mầm bình thường nó lên. Đó những cây này về mọi người chỉnh sửa tự làm lại là nó cũng hợp lý. Chỉ có 250k 5 cây bao ship. Mọi người có gì cứ điện thoại tôi sẽ đóng thùng tôi gửi tới nhà tới tay mọi người nhá. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá. Mọi người thấy hợp lý thì nhớ đăng ký kênh để đón theo dõi video sau. Còn cây cối thị trường thì rất chi là nhiều, thì tôi cũng bán giá hợp lý cho mọi người. Mọi người cứ so sánh xem xét thấy hợp lý thì mọi người ủng hộ cho gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn tình thương của mọi người. Ủng hộ cho gia đình. Rồi cảm ơn mọi người nhá. Hẹn là mọi người clip sau.